cùng sức mạnh khối đại đoàn kết của dân tộc. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu chỉ huy các đơn vị chủ động quan tâm động viên các khối tham gia luyện tập vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đối với khối dân công hỏa tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu chỉ huy đơn vị tiếp tục điều chỉnh lực lượng, phương pháp luyện tập để tái hiện sinh động hình ảnh xe đặc thù trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Kết luận hội nghị thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu, ngày 7 tháng 9 năm 1945, 7 tháng 9 năm 2025 diễn ra sáng ngày 3 tháng 4. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng lưu ý các bộ phận liên quan cần phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, xây dựng kế hoạch nội dung lộ trình thực hiện các hoạt động. Một mùa đen lặng như cối đá, chất âm thì tuyệt vời. Các bác nhá. Mùa đen này thì nghe cửa hai. Tất cả các bác đam mê radio cassette trên toàn lãnh thổ Việt Nam so với cả những model 808, 818 thì 828 mới 38, 828 thì được biểu dương bởi vì chất âm của em nó rất tốt, cũng hình dáng cũng như là cái thiết kế thì tương đương giống 1818, 808 và 38 đó ạ. Lúc na là nó cũng không khác biệt nhiều. Vâng, nhưng chiếc này được đánh giá là giới chuyên môn đánh giá chất âm rất tốt ạ. Vâng. Thế vậy các bác yêu model này thì liên hệ với trung tâm cassette em theo số điện thoại 0962906666. Em xin được phép dừng tại đây và em xin chào và hẹn gặp lại.